Đây là những người hàng xóm người ta đang phụ để làm lễ gì đó, thì để tí nữa bà ngoại nói cụ thể hơn. Tại vì bây giờ bà ngoại đang cho ông ngoại thở oxy trong nhà. Hồi nãy mà mấy người mặc đồ trắng á, là vô nhà mình làm lễ là lễ gì á bà ngoại? Đạo Cao Đài á, bị ông ngoại nhập môn. Ông ngoại nhập môn đó rồi giờ như kiểu ông mệt ông yếu vậy á, giờ ta cầu đạo vô tụng kinh cho ông sắp kinh. Bác sĩ nói là trong khi ông ngoại đi coi chừng trên đường, ông ngoại coi chừng ông ngoại đi luôn. Dạ. Là có khi ông ngoại về tới nhà ông ngoại đi cũng không chừng. Chắc là đang ngủ á bà ngoại hả? Không có, ông ngoại mê á con. Mê. Em nhỏ xin kính chào cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt trên phà cắt lái để đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Thì sao em nhỏ thấy dạo này em nhỏ có duyên đi cái hướng này ghê. Thì hôm nay em nhỏ có mặt ở tỉnh Đồng Nai này để thăm lại ngoại ba, là cái ngoại mà đạp xe đạp đi bán từng cái bánh để chăm sóc chồng của mình. Thì cái việc đầu tiên là em nhỏ tìm ra nhà bà, tại vì lúc trước là có một người chú về dẫn đi, nhưng mà em nhỏ thật sự là không có nhớ đường, tại vì cái nhà ngoại là phải vô trong hẻm. Nhưng mà hôm nay em nhỏ điện cái chú đó không có được, thì cái việc đầu tiên là em nhỏ phải tìm ra được nhà ngoại. Và cái thứ hai nữa là lúc trước sau khi em nhỏ trao số tiền của Mạnh Thường Quân đến cho ngoại ba, thì ngay lập tức sau đó ngoại dẫn ông xã đi lên bệnh viện ở Sài Gòn khám, thì không biết kết quả ra sao. Nhưng mà kết quả thì cũng không đáng được vui cho lắm. Thì để tí nữa em nhỏ sẽ gặp ngoại, ngoại nói cụ thể hơn. Và cái thứ ba nữa là em nhỏ sẽ tiếp tục đại diện cho một số cô chú anh chị gửi đến ngoại một phần quà. Và cuối cùng là em nhỏ coi cái thắng xe của ngoại đã thay chưa, thì em nhỏ sẽ thay cho ngoại, không biết ngoại có đồng ý không. Thì xin mời cô chú anh chị cùng với em nhỏ đến nhà ngoại ba. Em nhỏ vừa qua phà cắt lái thì em nhỏ tin rằng cái khả năng nhớ đường của em nhỏ sẽ tìm ra được nhà của bà ngoại ba. Và nếu mà không nhớ rõ thì hỏi người dân thôi. Thì mời cô chú anh chị ha, vô cái hẻm này thử rồi. Em nhỏ nhớ mang máng là hẻm này, nếu mà trước kia có cái cầu là đúng. Chú ơi chú cho con hỏi nhà trong này là nhà của, có nhà ngoại ba bán bánh trong này không chú? Cái bà ngoại mà già đạp xe đạp á. Qua đó để phải đi lúc vô tới nhà. À dạ, con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú nha. Là đúng hẻm rồi cô chú anh chị. Qua cái cầu là đúng. Đây. Ngoại là trong cùng. Ê ngoại. Sau khi em nhỏ tìm đến nhà ngoại thì em nhỏ rất là vui, bởi vì em nhỏ đi đúng cái con hẻm. Nhưng mà vừa tới cô chú anh chị thì cái không khí không như em nhỏ mong đợi. Có nghĩa là nè, cô chú anh chị thấy không, bàn ghế sách nè. Đây thì em nhỏ cũng xin thông báo là sau khi đi khám, ông ngoại có chuyển biến xấu. Đây là những người hàng xóm người ta đang phụ để làm lễ gì đó, thì để tí nữa bà ngoại nói cụ thể hơn. Tại vì bây giờ bà ngoại đang cho ông ngoại thở oxy trong nhà. Cái nhà này theo hàng xóm có chia sẻ cho nhỏ biết là đây là nhà tình thương, là chính quyền địa phương có lúc trước có xây và giúp đỡ cho ông bà ngoại ba để có căn nhà tạm bợ sinh sống. Ở đây em nhỏ thấy không khí nó nặng lắm cô chú anh chị, cho nên là để tí nữa ngoại ba rảnh, ngoại ba sẽ trò chuyện cùng em nhỏ. Đây cô chú anh chị, thì giờ bà ngoại mới rảnh ha. Bà ngoại cho con biết là hồi nãy mà mấy người mặc đồ trắng á, là vô nhà mình làm lễ, là lễ gì á bà ngoại? Đạo Cao Đài á, bị ông ngoại nhập môn. Ông ngoại nhập môn đó rồi giờ như kiểu ông mệt, ông yếu vậy á, giờ ta cầu đạo vô tụng kinh cho ông, sắp kinh. Là tới đọc kinh cho ông ngoại ha. Dạ hôm nay bà ngoại không có đi bán hả? Không, ông ngoại bệnh giờ ở nhà lo cho ông ngoại. Con thấy đâu có ai mà lo. Dạ hình như con thấy bà ngoại ngủ không được đúng không? Con thấy cái mắt bà ngoại nó buồn rầu lắm. Hôm qua giờ bà ngoại ngủ được không? Không ngủ mà không ăn. Không ăn luôn. Dạ bà ngoại phải ăn, phải có sức khỏe chứ. Ăn không nổi con ơi. Nó ngán lắm, không nổi. Dạ bà ngoại cho con biết nha, là từ lúc mà con tới đây lần đầu á, con có đại diện cho một số cô chú anh chị gửi bà ngoại ít tiền, là sau đó bà ngoại đi chở ông ngoại đi khám liền luôn hay sao? Chở, như con đi xuống bữa thứ 6 vậy. Dạ. Rồi qua bữa thứ 7 chứ. Rồi qua bữa thứ Nhật ông rồi đi, như chủ Nhật bác sĩ đây có làm việc. Qua thứ Hai bà ngoại mới dẫn ông đi. Dạ. Là đi ngày hôm qua. Đó. Là lên bệnh viện nào bà ngoại? Quận 2. Phải bệnh viện Lê Văn Thịnh không ta? Đó, đúng rồi. Phải không cô? Đúng rồi. Là vô đó là bác sĩ nói, cũng như khám cho ông ngoại á, là bác sĩ nói gì với ngoại ba? Nói ông bây giờ ở nhà phổi á, thì giờ cũng hết rồi, thận rồi cũng hư hết, với là cái máu nhiễm trùng. Nhiễm trùng máu? Nhiễm trùng máu nữa. Dạ. Là thận là hai qua thận là hư luôn, bác sĩ nói vậy. Rồi cái chi phí rồi bà ngoại đủ không? Trong thì cái lúc đi bệnh viện á, trong bệnh viện đó thì tiền như tiền chi phí đó là gần đủ, tiền chi phí là hết ráo là 2 triệu mấy. Là ông ngoại có bảo hiểm? Có bảo hiểm, nó giảm bảo hiểm 80% đó mà còn 2 triệu mấy đó. Dạ. Rồi tiền gì đó bà ngoại? Rồi tiền như nó đưa cái miếng phiếu ra mình mua 3 cái đồ linh tinh như tả, như khăn, như nước suối này kia là hết 570 nữa. Mà ra ngoài mua đó chứ không có mua ở trong đó. Rồi xe đi lên đây là bà ngoại bắt làm sao? Tiền xe thì hồi ở đây đi thằng cháu nó chở qua bển, nhưng nó lấy tiền xăng thôi. Cháu là cháu hàng xóm á hả? Hàng xóm, cũng dạ. Ở tròm xóm không à. Đó thằng cháu đó lụm 300.000 tiền xăng. Dạ. Đó rồi trong khi xin xuất viện về á, là xe bệnh viện chở về đây là 500.000. Xe bệnh viện là xe cấp cứu. Dạ. Rồi sau đó là cái tình trạng sức khỏe của ông ngoại sao? Tình trạng sức khỏe ông ngoại thì không có được khỏe. Dạ. Ý là con thấy con vô nhà ở trong á, lúc con vừa tới á, là con thấy 2-3 bình oxy trong đó luôn. Đó là thở đời ông ngoại không khỏe mới ở bển xuất viện về mới mướn oxy chở về đây. đặng mà cho ngoại thở. Nếu mà không có oxy thì sao? Có, ổng mệt lắm, không có, ổng thở không nổi, không có thở được. Bác sĩ nói sao? Cái cô nói bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là trong khi ông ngoại đi coi chừng trên đường, ông ngoại coi chừng ông ngoại đi luôn. Dạ. Hay là có khi ông ngoại về tới nhà, ông ngoại đi cũng không chừng. Đó. Trên đường đi là bác sĩ nói coi chừng ông mất giữa đường. Đó. Cái lúc con tới là ông ngoại vẫn khỏe mà ta, con thấy cũng ngồi dậy được mà. Ông vậy chứ ông mệt chứ lắm, đỡ không hả con? Ừ, đỡ không à. Nằm luôn vậy xin thiếp, không có ăn không uống không gì hết áo á. Có truyền nước rồi truyền đạm đồ không mà không? Không luôn. Truyền ở bên bển thôi, vì mình đâu có nước thuốc nước gì đâu mà mình truyền. Không có cái gì hết, chỉ là về đây là thở oxy thôi. Ví dụ như giờ mình kêu mấy y tá tới nhà là vẫn được chứ chị? Không. Như bác sĩ chạy luôn, giờ không có chữa gì được hết. Không có được một viên thuốc nữa, 2 triệu mấy tiền viện phí mà không có được một viên thuốc uống nữa. Là có truyền cái gì vô người ông ngoại không? À, là chắc truyền đạm á cô. Dạ. Có nghĩa là bác sĩ nói với bà ngoại là không có chữa trị ông ngoại nữa, để ông ngoại đi về đi, đúng không? Cái tóm tắt lại là như vậy đúng không bà ngoại? Dạ. Tại vì bác sĩ nói là coi chừng đi trên đường đi ông ngoại mất. Dạ. Giữa chừng. Rồi mấy cái bình oxy này là ngoại thuê hay là mướn, ai cho mượn? Mướn không à. Mướn. Rồi con nghe nói là ngoại á là có một người con, là con của ai ngoại? Con của bà ngoại, con riêng của bà ngoại. Dạ. Còn bà ngoại ở chung với ông ngoại là không có con. Mình này thằng con nuôi. Đó. À là cái anh này ha. Nhưng mà nó cũng khổ quá. Nó bằng nó nuôi 2 đứa con, hỏi con giờ bằng công nhân mà nuôi 2 đứa con. Dạ. Ăn học, sửa sùng. Mình thấy con nghĩ ra thấy rồi ăn uống rồi đi rồi, tiền xe tiền cộ xăng cộ nữa con thấy rồi còn gì như dạ. Kiểu ăn trước trả sau đó, bà ngoại nói vậy con hiểu. Để con hỏi anh thầy có ngại không? Anh có ngại không? Để con hỏi anh thử nha. Ừ. Nhưng mà con thấy sau khi mà đưa ông ngoại về đây á, có mấy người hàng xóm tốt bụng này người cũng lại giúp bà ngoại đúng không? Dạ. Như ở chòm xóm đây người ta thấy mình đế yếu người ta hay lợi thụ giúp dữ lắm. Dạ. Ừ. Cũng đỡ cho bà ngoại ha. Ừ. Nhưng mà sao con thấy bà ngoại không, bà ngoại phải ráng giữ sức khỏe nha. Thì mình biết là mình buồn mình rầu nhưng mà bà ngoại nói con về tới đâu hay tới đó. Nhưng bà ngoại cũng không biết sao giờ, ngoại ăn không được rồi biết làm sao. Không muốn ăn, ngủ nhiều khi rồi mẹ không có ngủ được, bởi vì bà ngoại cũng ăn, bà ngoại thức sáng đêm cũng không sao. Thằng này mình thì không gói bánh thì gói. Dạ. Nhưng mà ngoại phải giữ sức khỏe này, tối á là có cái anh con của ngoại rồi, anh sẽ coi chừng ông ngoại, còn bà ngoại phải ngủ nghỉ nha. Dạ. Thôi bà ngoại cái chuyện ông ngoại giờ là yếu hơn cái lần con xuống ha. Thì con xuống là ông ngoại cũng ngồi nói chuyện với con. Dạ. Thì cũng nói chuyện với con cũng ấy đàng hoàng, mà điều của ngoại trừ ra là ông không thấy thôi. Hỏi có thấy không, ông nói thấy con cục đang thui. Thì ông ngoại con trả lời con như vậy. Dạ. Rồi mấy anh em của ông ngoại với bà ngoại á là có tới đây chưa? Chị có tới. Chị có lên, bây giờ cũng đi làm. Dạ. Rồi nói chung là ngoại thông tin cho mấy anh em của ông bà ngoại biết đi, để người ta tới có ví dụ phụ được gì phụ nha. Thì như thế này, hôm nay con xuống với bà ngoại á là lần trước con đã trúng thâm, và khi con đăng tải trường hợp của ngoại lên thì có một số cô chú anh chị cảm động trước cái công việc của ngoại hàng ngày là đi bán bánh lá dừa đó để mà kiếm từng đồng để mà lo cho chồng ở nhà đang bị bệnh. Thì hôm nay con đại diện cho một số cô chú anh chị gửi cho ngoại một ít tiền nữa nha. Thôi bây giờ ông ngoại nói con vậy, giờ ông ngoại còn số ngoại tới đó rồi, con giúp đỡ bà ngoại tới đây thì bà ngoại cũng rất cảm ơn con. Dạ. Thì thôi từ đây trở sau những các cái Mạnh Thường Quân làm cố gỡ, con cũng nói vậy, nói mà bà ngoại gửi lời thăm tất cả những cái số phần ông ngoại tới đó rồi. Dạ. Rồi để con gửi tiền cho bà ngoại rồi con sẽ nói lại lời của bà ngoại mới nói nha. Dạ. Để con ở đây bà ngoại nha, con đại diện cho ba Mạnh Thường Quân. Dạ, thứ nhất là cô chú Siêu Phan ở Mỹ gửi cho ngoại là 200 đô la Mỹ, là con đổi ra được là 5.020.000. Thứ hai là chị Sang ở quận Bình Thạnh gửi cho ngoại 1 triệu. Và cuối cùng là cô Tuyết Phượng ở quận 5 gửi cho ngoại 500.000. Tổng số tiền là 6.520.000. Con gửi ngoại nha, ngoại đếm dùm con nha. Giờ ngoại đếm rõ dùm con nữa ngoại, chứ ngoại đừng có cầm. Con ơi, giờ cô bà ngoại cũng nói với con vậy, con cũng nhắn gửi lời thăm những cái Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho bà ngoại. Thì bà ngoại cũng rất cảm ơn, cũng cầu chúc cho các Mạnh Thường Quân được giàu giàu sức khỏe, mừng ăn phát tài phát lộc. Dạ. Bằng sao bà ngoại dạ dạ con sẽ truyền lời lại nha. Rồi bà ngoại cũng cảm ơn con. Bà ngoại đếm đủ chưa bà ngoại? Đủ rồi. 6.520.000. Trong giờ bà ngoại cũng phải cố gắng lo lắng sức khỏe nữa nha bà ngoại. Bà ngoại cảm ơn con. Như bà ngoại nói vậy, ví dụ sau này ông ngoại con mà có trong tuổi già ông ngoại cũng có đi thì bà ngoại điện con, rồi con có rảnh con xuống thắp bà ngoại con cả nhà. Dạ. Nhân con. Dạ lúc đó con rảnh thì con chạy xuống. Theo như bà ngoại với lại gia đình là nói là không muốn nhận quà của Mạnh Thường Quân nữa, đúng không bà ngoại? Đúng rồi. Giờ bà ngoại nói con vậy, bây giờ hồi nào bà ngoại tính là nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ số tiền đang bà ngoại chữa bệnh cho ông ngoại, nhưng mà giờ ông ngoại phần số ông ngoại tới đó rồi thì bây giờ con xuống tới đây thì Mạnh Thường Quân dở về tới đây, con xuống tới đây rồi bà ngoại không nhận thì cũng khổ. Dạ. Để bà ngoại nhận một lần này thôi. Nói bà ngoại cảm ơn những cái Mạnh Thường Quân đó rất là nhiều. Dạ. Dạ như vậy con sẽ truyền lời lại với các cô chú anh chị nha ngoại nha. Dạ bây giờ ngoại có thể cho con vô thăm ông ngoại được không? Được. Dạ. Giờ bà ngoại nhờ con chuyển dùm, chứ bà ngoại cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Giờ con vô thăm ông ngoại đi. Chắc là đang ngủ á bà ngoại hả? Không có, ông ngoại mê á con. Mê. Sáng đêm cũng đâu có ngủ đâu con, mê. Dạ. Có xoay được không bà ngoại? Thì đau quá chở qua, mà chở không được thì mình đợi. Dạ. Ông ngoại mê. Thôi để cho ông ngoại nghỉ đi bà ngoại, để cho anh lấy lại coi. Nói chung là cũng rầu ngoại ha. Rồi ngoại có biết tính toán làm sao chưa? Định sao chưa? Mày không có tính toán, giờ cô bác tròn số người ta. Bây giờ mày không biết tính gì đó. Dạ. Thôi bây giờ con như thế này nha ngoại nha. Bây giờ thì con sẽ xin phép ngoại con về để cho gia đình mình lo Bà ngoại cũng cảm ơn con. Dạ. Khi nào thí dụ bây giờ bà ngoại nói con về, thí dụ ông ngoại con có mắt, dạ, con xuống con thắp cây nhang rồi thì bà ngoại mừng. Rồi sau này con có đi đâu về bên đây, con đi vô bà ngoại, thí dụ bà ngoại có gói được cái bánh nào con ăn. Dạ. Với bà ngoại vui lắm. Dạ. Con. Dạ, thôi con chào bà ngoại trước ha. Bà ngoại con về khỏe nha. Dạ, con chạy xe cẩn thận nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn nha con. Dạ. Cảm ơn con. Như cô chú anh chị nãy giờ cũng đã thấy, em nhỏ trò chuyện với ngoại bởi vì gia đình của ngoại ba đang phải lo lắng và cũng như là cái giấy tờ gì để làm mà đi làm ảnh á, theo em nhỏ biết là như vậy, cho nên là bà ngoại không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng em nhỏ. Nhưng mà em nhỏ thấy cái ánh mắt của bà ngoại á, nó rất là đượm buồn, và bà ngoại không có ăn uống hay là ngủ nghỉ gì được bởi vì rất là lo cho ông ngoại. Thì thôi cái clip này cũng sẽ là ngắn gọn, tại vì em nhỏ không muốn làm phiền tới nhà bà ngoại nhiều đó, và mong cô chú anh chị thông cảm. Hơn nữa thì em nhỏ cũng xin tường thuật lại cái trường hợp mà ngoại ba bán bánh ít này cho cô chú anh chị lần đầu xem clip hôm nay. Bà ngoại với ông ngoại nay là cũng đã gần 70 tuổi rồi, và hai người không có con, và chỉ có con riêng thôi, con riêng lúc trước chứ không có con chung. Mà bà ngoại hàng ngày phải đạp xe đi bán những cái bánh ít, bánh tét, bánh lá dừa để mà cho ngoại uống thuốc đó. Và theo như lời gia đình có mong muốn là từ đây sắp tới sẽ không nhận sự hỗ trợ từ quý Mạnh Thường Quân nữa. Đó là theo cái mong muốn của gia đình, và em nhỏ cũng rất là tôn trọng. Có thể là người nhà hoặc là anh chị của ông bà ngoại lo được cho ông ngoại cái quãng đời về sau. Và lúc đầu em nhỏ có nói là sẽ sửa cái thắng cho ngoại, nhưng mà khi mà nói chuyện với con của ngoại á thì anh nói là thôi để đó, anh sắp xếp rồi anh đã sửa cho ngoại đi bán bánh. Nó là như vậy. Thôi clip này cũng đã dài rồi, em nhỏ xin tạm kết thúc clip ở đây, cũng như là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ông bà ngoại ba từ trước đến giờ. Em nhỏ xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin chúc cho quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Em nhỏ xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.